Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Như có một cái hành trình rất là đặc biệt. Đó là không phải là hành trình vui đâu mọi người. Hành trình này là Như đến thăm chú con trai của công tử Bạc Liêu. Thì hồi xưa Như có làm một tập đến thăm nhà rồi, hình như nhà này. Nhưng mà hiện tại thì Như cũng lần này Như cũng đến thăm nhà chú. Nhưng mà chú mất rồi mọi người, chú mất hơn mấy hôm trước rồi, mà ngay cái đợt đó thì Như không có ở nhà cho nên là không có đi viếng chú được. Thì bữa nay Như đến để thăm chú. Nhà chú là được người ta cấp cho cái nhà ở mọi người, ở trong cái khu như thế này nè, hình như cái nhà xanh xanh ở trên mới đúng. Gán nhìn là thấy có chị ngồi ngoài á. Chị hay ngồi ngoài lắm, con của chú á, con gái chú á, hay ngồi ngoài lắm. Đâu, từ từ nha. Hả? Đúng rồi, nhà chú nè. Đúng rồi. Cô. Con nè, bị gì vậy? Bệnh hả? Ba cần cái chú coi chứ cũng 21 ngày đó, nhỏ con gái mình nó lâu ngày quá, làm như nó bị chấn thương. Và đâu rồi? Nó đi bệnh viện tâm thần rồi, uống bác sĩ Hòa vậy tâm thần không có hết, đi bác sĩ đi cũng tính đi gần đây thôi đó. Ăn ngờ đâu nó sốc lên, ba nó mất á, nó sốc lên cái nó chịu không nổi rồi, nó chửi cả ngày, nó chửi, nó nhìn thím ra không ra, cái nó còn hâm đánh thím nó, thằng anh nó thì về. Anh ở trên Sài Gòn phải về lo cho nó. Bây giờ hôm qua thím chưa có bị cái chân này, thím đưa nó vô bệnh viện tâm thần, thím với anh nó dụ cho bển trẻ làm vậy, nó bộ nó chích mũi 4 á, dụ lên chảnh cho người ta. Bác sĩ mình họ thì thăm dò trước rồi, bác sĩ nó đưa lên đặng ta coi điều chỉnh thuốc, tại vì nó giờ đây 12 năm nay nó bình thường ổn mà không thấy nó vô bình thường, không có gì hết, nó vui vẻ nó chào hỏi bình thường à. Nó tự nhiên nó sốc hay gì đó, nó căng cái chữ từ sáng tới chiều. Thường vậy là cho hai viên mà giờ tâm thần hồng là nó hết rồi, nhiều lắm là 4 viên. Thì này nó không có phê nữa chị cho nó. Chắc chú mất buồn á. Chắc vậy nó sốc hay gì đó. Cái cô có sao không? Rồi xong rồi. Giờ cô ở nhà với ai? Nó xui cái con nhỏ làm ở ngoài hướng dẫn, nó đang đi toilet rồi, đang đi vệ sinh đó. Nó nghe là sáng này cái nuôi nó đưa nó vô nhập viện là 10:30 hôm qua. Thì sáng nay cái nó đậu cà phê. Đang còn cột tay cột chân á, cô uống cà phê với lại thả nó đói bụng, tính đi mua miếng cháo hay muốn gì cho nó ăn á. Cái trong căng tin nó giờ nó 5:30 mà nó chưa mở cửa. Cái ông bảo vệ, ông nói chỉ tiếp nó ở đằng trước nè, cái ngày quá cái ông lò mò đi ra đằng trước rồi. Đi dép mà nhậm qua trời mưa trơn, nó là cái góc của nó bị rong rêu hay gì đó, nó trợt sợ gãy xương. Mới đi cấp cứu rồi trong bệnh viện tỉnh á, đâu có gãy xương mà không có bị chấn thương phần mềm rồi chỗ háng với lại mông thôi. Mấy đứa nó phải vô nó ấy, còn anh nó tự lo bệnh viện tâm thần ở trên kia. Rồi cô chị đó là cái gì? Là hướng dẫn ở trong bệnh viện hả? Trong khách sạn. Đi bên hướng dẫn ở trong công tử Bạc Liêu đó. Nó làm công tử Bạc Liêu rồi. Nó thấy nhà mình cũng đơn chiếc rồi, anh nó thì lo bên kia. Nó đưa đi cấp cứu với lại chụp x-quang được coi có bị gãy xương hay được không á. Thì đỡ cái là bây giờ bị chấn thương phần mềm, cái háng với lại cái thôi. Rồi nữa thì không có chú rồi cô ở nhà rồi ai làm trời. Thì đó, hôm nọ thì thấy nó đỡ, hai mẹ con hữu hỉ rồi thấy được rồi. Thím có ra bán, cô có ra từng lễ mà bán rồi cái thấy cô không ổn, thấy nó buồn nó không ổn rồi, với lại tính ở nhà bị cô đỡ chú á, cái bị trượt cái đốt sống nè, phải đai cái thôi các bác sĩ nói thôi nghỉ đỡ mình. Con nghe chú mất mà con không qua được. Gán con. Mà chú sao mất vậy con? Bị cũng như là đàm nó lên mấy là nó sốt ở nhà sốt đó. Đàm nó lên cái người vô cấp cứu vô ấy cái bóc đàm ra rồi cái nó qua cứ bị tim rồi đủ thứ nặng, tại cứ bình thường bị cũng bệnh nặng lắm rồi, bệnh nhiều bệnh đó. Cái móc phải xong rồi cái suy tim là nó mệt rồi đi luôn bệnh viện á, đi luôn. Mà anh thì đâu ở đây hoài được. Nó ở Sài Gòn thì giờ nó phải chờ ở đây, nó kêu con nhỏ vợ nó xuống mà mới điện hồi sáng bị gãy vậy nè. Nó điện con nhỏ kia chắc trưa trưa nó sáng. Giờ ở mình có bị thì nó chồng mình chăm sóc nó này kia, bác sĩ nó nói hôm sáng là anh nó cũng tính là hai bên vậy làm sao mọi người thì không có được, không có người nào để mướn đâu, 100 mỗi ngày đấy, mướn được cái xin bác sĩ cho về chứ nó không được, tại vì mới nhập viện hôm qua chưa tới 24 tiếng mà chưa có theo dõi, người ta biết thuốc gì làm cho phải chờ nằm theo dõi mới chỉnh cái thuốc lại, tại 12 năm nay nó về đây thì uống thuốc ổn không có gì chứ, uống bình thường 12 năm nó chỉ đi nằm nóng trời nóng nực hay là ấy căng căng nó cho anh chút xíu. Lúc chú mất có nói chuyện với con có vô trong nó nằm số con có nói với cô được tí nào có, thì lúc bắt đầu đang đi vô phòng hồi sức á thì chú sốt nhiều lắm, mình ra đi mỗi lần thì cứ nằm bệnh viện thì cứ đi tiêu tiểu bình thường, cái chừng này sốt với hai chân yếu á thì cô phải cho đi tiêu vệ sinh mình thấy cho vệ sinh đi tự vệ sinh mình không được. Chú thấy vậy mới sợ chợ khổ vợ con quá thôi, để kêu bác sĩ chích cho mũi đi cho rồi. Cái cậu cái bên đó chợ chú này nói kỳ quá, từ từ nó hết, nó chợ nhà con nhỏ gái vậy đó là khổ vợ con gì không được. Rồi đi luôn. Rồi vô phòng cấp cứu là nửa tiếng đi, vô chừng 2 giờ 2 rưỡi người ta móc cái đàm này nè, móc đàm với lại. Tết con gặp là khỏe lắm mà. Thì lúc đó bình thường thuốc mấy ăn ổn. Trời, thuốc chú bệnh nhiều lắm nhưng mà tại nhờ cái thuốc không á, nhiều bệnh lắm. Thuốc là nó ổn nhưng mà đến chừng mà nó chắc nghĩ là đàm thì chắc cái phế quản hay cái gì chậm nó ấy rồi đó, chắc nó làm gì sốt á. Siêu sốt á. Sốt nhà uống thuốc không hết nó đưa đi bệnh viện. Chú mất cái con nó chết rồi, chú mất rồi. Thường chú đi làm giờ ai đi làm. Thì hôm nọ cô cũng ngồi thử từng lễ đó, cái tính ngồi nhưng mà cái cột sống nó bị đau quá, hôm trước đỡ chú rồi đâu có ai đỡ với taxi ra, chú đi tới đó là quỵ xuống rồi taxi với chú khi với cô khiêng làm như nó nặng quá là vô trỏng là đỡ mình đó. Cái cậu kế bên thì cậu có mắc lo cho mẹ, cậu chỉ đỡ chút xíu thôi, còn mình ráng mình đỡ cái trượt cái đốt sống luôn. Chôn ở đâu cô? Không, thiêu không mà. Ở nhà thứ là thiêu, mình đem cái cốt về để nó hữu hỷ với mẹ con. Không chịu chưa? Ngày nào nữa thiếu là nhớ cô mà có gì á thì đi chung hay đi ra đâu, thiêu chung mà để đâu cũng được, hay là mấy năm là mình thị tán hay gì đó. Thôi nói bậy. Mấy năm chú á, thị tán cơ cho cốt á. Trong chùa người ta nói mình, nó nói là thí dụ mình để nhà mà một thời gian nguôi ngoai rồi đó, thủy tán mà cho như tiêu diêu đi á, mấy ông thầy trong chùa nói gì. Rồi nữa cô tính làm cái gì? Hả? Cô tính không? Chứ thì ngồi định ra bán sách đó. Bán sách ở ngoài Công Tử đó. Công Tử đó, thì hôm nọ ra bán cũng một tuần rồi nhưng mà bị cái đốt sống nó trượt á, thành ra bác sĩ người ta khuyên nó thôi đừng có ráng ngồi để nghỉ ngơi cho nó khỏe đi đã, cho nó mang cái đai này nè. Chứ đừng. Nhưng mà cô đi bán ở nhà chăm chị. Thì đóng cửa rồi thôi, mấy hồi trước nó cũng về hoài rồi, mấy tiếng hồ rồi đi về là mua cơm chai rồi cúng chú 10 giờ rưỡi rồi 1 giờ là cô đi về rồi, thì mình thấy ổn bình thường đâu có gì đâu. Cái trong tuần lễ mình nghỉ ở nhà đang nghỉ ngơi, bác sĩ nói cái tại qua tới tuần thứ 3 là tự nhiên cái nó bị ấy. Tết gặp con nói chú chuẩn bị có cái tin vui lắm, có cháo gì mua lại chỗ gì đó. Ông là lúc mà bệnh xong là ông gần chết đó. Cái não chú như tiểu đường lâu ngày quá, cái não nó ấy chú nhiều quan tưởng, chú quan tưởng lắm, chú đi lâu chú cũng nói là tỉnh cả nhà cho chú không à. Sắp sửa cả nhà là có quyết định rồi, người ta chưa giao, cứ nói vậy hoài. Nói chung nói với mấy ông bên bia Sài Gòn nữa, nói với ông giám đốc bia Sài Gòn cái mấy ông bị tiểu đường rồi cái não muốn vậy đó, ước muốn vậy đó. Thì ước muốn thôi nhưng mà cái não nó ấy nữa, chứ cái não nó càng ngày ấy là không như quan tưởng, không có đúng sự thật á. Tức là cái mình ước mong cũng là vậy thôi đó nhưng mà không đúng sự thật, tâm trí nó không còn minh mẫn nữa. Gặp con vui vẻ lắm, khỏe lắm. Con nói chú ngán giữ gìn sức khỏe nha, và bữa con vô thăm chú với cô nha. Thì lúc Tết thì còn khỏe lắm, mấy ngày trước cũng còn khỏe mạnh chứ đâu có gì đâu. cũng còn bán, nghỉ tuần là xong rồi sốt ở nhà nó mất. Là nhiêu tuổi ta? 76. Ừ. Chắc mất là lo nhất là cái chị này nè. Ừ, đó. Rồi nó khóc dữ không? Khóc thì ví dụ nó nhìn nó giáo giác, nó nhìn nó thấy mình khóc, nó khóc theo. Nó nhiều khi nó không dám à lên khóc. Mà bán sách rồi ngồi được không trời? Ừ. Mỗi lần ngồi bình thường. Bán được nhiều không cô? Bán là chừng 10 cuốn, 9 cuốn vô chừng. Mỹ Nhật thì bán khá khá chứ còn bình thường là bán lên kệ. Ngồi cho đỡ buồn với lại giải chứ. Quyết mới sách nữa, chú của chú còn đó. Nên mình bán từ từ. Kệ, chứ có hai mẹ con mình cũng nghĩ là kệ. Ừ. Rồi cái đó là vô trong đó là chỉ có nhập viện tạm thời thôi chứ không có cho chị ở trong đó luôn? Không có cho luôn chị, dạ. Là vô chỗ không. Như nó bị căng với thần kinh đó. Nó căng, nó sốc, dạ. Bị sốc. Sốc với lại cái chú thuốc. Chú mất sốc là một với lại 12 năm mình uống cái thuốc làm cho nó hiệu quả, nó lờn thuốc á. Thành ra bác sĩ nó nói là sáng nó xin về, anh nó xin về tại vì mà sợ. Mà vô chồng nãy giờ có điện không, khóc dữ không vậy không? Không, nó má bị ấy chân đó mà anh nó nói phải ấy nha, đặng giờ được về sớm thôi, là không cho về sớm, bác sĩ về sớm đó. Xin tính xin nó cho về đây. Bác sĩ nó nói thôi, rồi nãy cái phần mềm này cũng đỡ. Nãy con đứng ngoài cửa con kêu, con nói thế nào cũng chạy ra kêu Huỳnh Như. Nhớ nha, sao mà nhớ con. Sao mà nhớ con. Cái đầu nó cũng bình thường nữa, chỉ khi nào căng ấy thôi, nó bình thường. Ông mua đồ chai chắc cũng sẽ ôm á. Nhiêu tiền vậy chú? Cái nào có tiền đó. Nhiêu vậy? Thôi kệ, năm đi 40. Đã tiền taxi nữa mà, đây nè. Tiền taxi nhiêu? Để quên, tiền xe ôm đi lên chợ anh chạy đưa chưa, lấy chưa? Chưa. Bằng 54 hả? Dạ. Ngồi lên đợi đưa. Dạ. Để đi nữa mua cơm trừ ra. À, mọi người có ghé tham quan công tử Bạc Liêu á, mọi người nhớ ủng hộ cô nha. Tại vì giờ chú mất rồi thì bây giờ cô bán sách ở ngay cái chỗ mà chú hay ngồi luôn á mọi người. Thì cô bán cũng như chú bán, mọi người có thương thì mọi người ủng hộ cô nha. Trời, con nghe cái con sốc luôn mà bữa đó con không có qua được. Rồi con nói trời, tội nghiệp quá trời, không biết cô với chị sao. Ở có mình nên không có ai hết trơn. Cô vừa chăm chị vừa đi bán nữa. Không, nó bình thường, nó ổn, nó vệ sinh ở nhà bình thường được hết đó. Một mình được hết á, trưa về là chỉ cô chỉ cho mua đồ chai cúng chú này kia rồi cơm thì đi chợ sáng sớm nấu cơm sẵn, cơm cúng không, chỉ mua đồ ăn rồi nấu cho sẵn cho nó nhà trưa hai mẹ con về ăn vậy đó. Thì bình thường thấy ổn, 2 tuần 3 tuần tới tuần thứ 3 đó đầu nó tự nhiên không biết sao kỳ biết buồn á thì đó nó ra vô ở với ba mấy chục năm. Nó cứ nói với anh nó trời ơi con em với ba ngày nào cũng ngồi hủ hỉ với đây hoài, giờ còn thiếu hai cha con hay ngồi nói chuyện. Ngồi đây nè, ba nó coi tivi thì nó ngồi thì có mình nói thôi, nhiều khi nó ưa rằng trước nó ngồi cái chú kêu nó vô ngồi chơi chú vậy đó, hai cha con nói chuyện. Cô ăn gì chưa? Ăn rồi, có mua cơm ăn rồi. Vậy hả? Con bé nó mua cơm. Ở trong bệnh viện đó, nó cũng mua cơm ăn là uống thuốc á. Bác sĩ cho thuốc uống. Nhờ, cũng nhờ mấy chị đó. À, còn đứa nữa, 2 đứa chứ sáng canh nó bên tâm thần đó. Thằng anh thì chạy tới chạy lui đặng đầm với tờ với lấy này kia. À, phải đứa vô làm, phải trả nhau. Rồi để con đốt nhang chú. Thôi cô nằm đi đừng có. Tại nó có đưa lên báo không có thấy. Đó, có lên thôi. Dạ. Ốm hả? Nó gọn hơn trước nhiều. Con có hôm trước con không có đi thăm chú được, cái này con gửi cô để chăm sóc chị, với lại có trang trải gì đó, trang trải. Có số điện thoại điện cho con, cho con số cô đi. Hồi đã chú cho con số của chú không à? Con Lu là Như ha. Như biết không? Biết ha. Số này tại vì thường á con có bắt má số của con, nhiều khi con đi quay á, cô gọi số này cô nói cho gặp Như là người ta sẽ có gì khó khăn hay có gì đó muốn cần điện cho con nha, đừng ngại nha. Năm nay chắc không ai phát gạo nữa rồi. Hồi xưa rồi bán sách đồ tích góp mua gạo gửi cho bà con cô bác. Năm nay không ai ấy gạo. Ông mù mới sinh đó. Nó ở đó từ từ rồi tôi cho cái bị bệnh cái sốt lên thôi. Chắc ông cũng quên luôn. Trước khi mất có nói gì với cô không? Chỉ nói vậy thôi hả? Nói thôi chứ đâu có biết là mất. Nhưng mệt rồi cái đưa vô phòng kia liền rồi. Đưa vô phòng cấp cứu á. Tặng bác sĩ khám nghiệm móc đàm rồi đó. Ông Dũng mua giùm anh mua đó thôi. Nhà hai hướng dẫn chứ thôi chắc cô cũng chết. Thằng con trai thì nó tuốt ở Sài Gòn nó lên trễ đó, ví dụ đi xe thì cũng phải xuống đây phải 5-6 tiếng rồi. Thôi con xin phép con về. Cảm ơn con. Và bữa còn lại thăm nữa. Cảm ơn con. Có gì khó khăn điện con nha. Rồi được rồi. Có gì khó khăn nhớ điện con nha. Cảm ơn con. Dạ dạ dạ. Tội nghiệp hả mọi người? Vậy là cả một cái gia tộc lừng lẫy là mất hết rồi đó, không còn ai nữa. Còn những người anh chị thì chắc bây giờ họ cũng không có quay về nữa, là chỉ còn chú thôi. Chú cũng mất rồi. Nãy là mọi người có nghe rõ không biết thì như nãy như có nghe cô nói là trong cái khoảng thời gian cuối đời của chú á, là giống như là bị tiểu đường xong rồi cái tinh thần nó không còn được ổn định nữa. Thì trong lúc mà chú mê man và chú kiểu như là chú không còn được minh mẫn thì giống như tiềm thức con người họ ước muốn cái gì á thì họ sẽ nói cái đó. Thì họ cứ nói là chú cứ nói là chú sắp được về nhà rồi, là về cái nhà công tử Bạc Liêu á, chú sắp được về lại nhà của chú rồi, chú sắp được ở trong nhà của chú rồi đó. Chú đi đâu chú cũng nói, và thậm chí cái bữa Tết Như cũng nghe chú nói như vậy, Như cũng nghe chú nói với Như như vậy luôn. Thì Như tưởng thiệt, Như nói trời ơi mừng quá chú, nói ừ chú mừng lắm con, chú hạnh phúc. Và mình cảm thấy rất là thương, cả một cái gia tộc rất là lớn, tài sản rất là lớn, ông nội cha mẹ rất là giàu có, mà người ta ngồi trong chính căn nhà của người ta, nhưng mà người ta chỉ được bán sách thôi á. Thì cái sự tổn thương rồi họ cũng buồn đó, rồi họ cũng ước mơ, cái đó gọi là cứ ước mơ và cái tâm nguyện á, cho nên cuối đời họ không được minh mẫn nhưng mà họ vẫn nhớ về cái đó. Và mình cảm thấy rất là thương chú. Mọi người có đi ngang du lịch ghé công tử Bạc Liêu thì mọi người khi vừa bước vào cái khuôn viên á, thì ở bên hông nó có một cái đường đi, thì mọi người đi qua cái đường đi đó thì sẽ có một cái kệ bàn ở đó, thì lúc đó là có cái hình chú ở đằng sau nữa, là chú bán sách ở đó. Thì sau này chú sẽ không còn ngồi đó để bán sách nữa, mà là cô là vợ của chú thì ai bán cũng vậy thôi. Nhưng mà gia đình hiện tại đang rất là khó khăn. Thứ nhất là cô cũng lớn tuổi rồi, cũng 60-70 rồi, mà vừa phải chăm một chị đó thì cũng là con gái của chú, năm nay cũng 40 mấy tuổi rồi, nhưng mà cái tinh thần chị đó không có được bình thường á mọi người. Cho nên là cô vừa phải chăm như là một đứa nhỏ đó, là vừa phải đi mưu sinh kiếm tiền bán cuốn sách lời có 20.000 một cuốn thôi đó. Cho nên là mọi người có đi ngang công tử thì một cái cuốn sách viết về một cái câu chuyện của công tử Bạc Liêu á, mọi người mua về mọi người đọc thêm, tìm hiểu thêm về văn hóa lịch sử, mà cũng như là coi như là mọi người giúp một người nào đó rất là tuyệt vời luôn đó. Như mong là những cái chia sẻ của Như sẽ đến đến những bạn đang xem clip này, thì các bạn có du lịch Bạc Liêu thì các bạn nhớ nha. Ok rồi, bye bye.